ấy chết không sờn Ngụy quân tử chương 1798. Tây du ký 4. Đấu chiến Phật lắc đầu nói, tất nhiên không phải, xác thịt của nhị sư đệ xếp hạng thứ nhất trong số các sứ giả Phật môn, huyết mạch lại là thượng cổ dị chủng, sức chiến đấu trước đó hoàn toàn không thua kém ta còn chưa khôi phục. Tam sư đệ cũng xuất thân từ La Hán, kim thân vô địch, trong La Hán khó tìm được đối thủ. Cho dù cao thủ ở Tây Đại Lục rất nhiều nhưng người có thể đối đầu với đệ cũng không có mấy ai. Đúng vậy, ta với nhị sư huynh đều không yếu, nhưng sau này chúng ta đều không ra tay. Tam sư đệ nói, đại sư huynh, huynh có biết là vì sao không? Tại sao? Bởi vì vô dụng, bởi vì giết không chết. Nhị sư đệ cười lạnh nói, đại sư huynh, huynh còn chưa phát hiện sao? Từ khi chúng ta truyền kinh tới nay, những người chết trong tay chúng ta, tất cả đều là giả hồ thiền. Chỉ cần là người có chút bối cảnh, căn bản một người cũng không đánh chết trên người đấu chiến vật sát khí ngút trời. Có một số việc không phải là hắn ta không phát hiện ra, chỉ là hắn ta không muốn đi quản mà thôi. Đại sư huynh, huynh quá đơn thuần. Chính là bởi vì huynh đơn thuần đến mức như vậy, cho nên thiên phú của huynh không ai có thể địch nổi, chiến lực đứng đầu Phật môn, ta cũng rất khâm phục. Tam sư đệ nói, nhưng Phật môn của chúng ta không đơn giản, hành trình truyền kinh của chúng ta cũng không đơn giản đây không phải là thứ truyền kinh mà ta muốn, đã biến thành thuần túy trao đổi lợi ích. Tam sư đệ nói đến đây, ngửa mặt lên trời thở dài, trên trời dưới đất, đông đại lục, tây đại lục, thần tiên với vật môn, bản chất đều không khác nhau. Chỉ cần bối cảnh đủ mạnh, vô luận làm điều ác như thế nào, đều sẽ không nhận trừng phạt. Những con người thuần khiết nhất ở tầng dưới cùng của Tây Đại Lục tín ngưỡng chúng ta, bội phục chúng ta thay bọn họ thực hiện chính nghĩa, trảm yêu trừ ma. Thế nhưng những yêu ma quỷ quái khiến bọn họ phải lan bạc khắp nơi kia, bây giờ vẫn đang tàn sát bừa bãi ở nơi khác, vẫn đang gây họa cho nhân gian. Sư phụ, tính ngưỡng như vậy đạt được dựa vào lừa gạt với lợi ích trao đổi, ngài thật sự cảm thấy có ý nghĩa sao? Giọng điệu của công đức Phật vô cùng kiên định, đương nhiên có ý nghĩa, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Ta không tin. Tam sư đệ nói. Nhị sư đệ buồn bã nói, ta cũng không tin, vên nên ta sẽ đi đại sư huynh hoan nghênh ngươi đến tham dự hôn lễ của ta nói xong câu đó nhị sư đệ trực tiếp biến mất tại chỗ xa xa một bóng người của một người con gái đang chờ hắn ta hắn ta đã từ bỏ sự nghiệp và tín ngưỡng của mình để chọn tình yêu mà tam sư đệ trực tiếp nhúng người nhảy lên biến mất ở trong dòng sông không thấy gì nữa mặt công đức phật không có huyết sắc nhìn về phía đấu chiến phật đấu chiến phật im lặng thật lâu sau đó hắn ta ngẩng đầu lên một lần nữa sư phụ tiếp tục truyền kinh đi biểu hiện của đấu chiến phật khiến công đức phật khiếp sợ ngươi lòng ta vẫn bàn thạch lòng hướng phật vẫn kiên định cho dù có thể trợ giúp thêm một người để cho ánh sáng của phật tổ chiếu rọi một chỗ cũng là thành công của chúng ta giọng nói của đấu chiến phật vô cùng kiên định yêu ma quỷ quái xấu xa hại người bối cảnh cường đại cũng được quan hệ rộng lớn cũng được ta chỉ hướng về phía trước hành hiệp trượng nghĩa để ánh sáng của phật chiếu khắp thiên hạ giờ khắc này khí thế của đấu chiến phật nâng cao thêm một tầng công đức phật biết đấu chiến phật đã sắp khôi phục thực lực đỉnh phong của hắn ta tiến thêm một bước nữa chính là bồ đề đủ để chiến đấu với thần quân hay thần hậu người mạnh nhất của phật môn bồ đề cao thủ ở tây đại lục có thể ngăn cản đấu chiến phật càng ngày càng ít đúng như suy đoán của công đức phật đấu chiến phật tiếp tục bảo vệ con đường truyền kinh của hắn ta vẫn còn rất nhiều khó khăn giống như trước trong số cao thủ ngăn cản bọn họ truyền kinh có rất nhiều người làm điều ác hoặc là yêu ma quỷ quái có bối cảnh cường đại sau lưng đủ để đàm phán với phật môn nhưng đấu chiến phật không cho bọn họ cơ hội trao đổi lợi ích giết 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 đấu chiến phật giết muốn điên rồi rất nhanh danh tiếng của đấu chiến phật ở Tây Đại Lục vang dội, thậm chí làm cho chư thần sợ hãi. càng là người trên cao với thần minh càng bị bao phủ bởi sự hùng mạnh và cương quyết của đấu chiến phật. toàn bộ Tây Đại Lục đều đang run rẩy trong sát ý của đấu chiến phật. vì danh đấu chiến phật như mặt trời ban ngày, mà lực lượng có thể ngăn cản đấu chiến phật lại bị trọng thương rất nặng. bởi vì Tây Đại Lục giờ phút này bên ngoài có đấu chiến phật tàn sát bừa bãi có cơ soái thống lĩnh quân đội đại càng tiến vào. Mà trong bóng tối, còn có một dòng nước ngầm bắt đầu động đậy, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Trực tiếp lật đổ. Quân thượng, nơi này chính là thiên đường của các ngụy thần. Đại tổng quản với thần quân đặt chân lên đỉnh cao nhất của Tây Đại Lục. Theo truyền thuyết, thần minh ở trong thiên đường. Trên thực tế, đây không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Chúng thần ở Tây Đại Lục hầu như đều tụ tập ở đây mà đại tổng quản với thần quân cũng đi tới nơi này. Quân thượng, chúng ta sẽ giết chết toàn bộ ngụy thần này hay là giữ bọn chúng lại làm người hầu? Đại tổng quản hỏi. Vốn dĩ hắn ta không đặt cái gọi là trí cao thần minh của Tây Đại Lục ở trong lòng. Cái gì gọi là trí cao thần minh? Chẳng qua cũng chỉ là những kẻ thất bại trong cuộc cạnh tranh ngày xưa ở trên trời mà thôi. Đại tổng quản thậm chí không hiểu vì sao thần quân lại coi trọng nơi này như thế. Theo hắn ta thấy, nếu cho hắn ta tu dưỡng tình trạng cơ thể tốt một mình hắn ta cũng đủ khả năng sang bằng tòa thần sơn này đối với lần này thần quân không làm như vậy mà hắn ta đích thân đến đây hơn nữa thể hiện thái độ hết sức thận trọng quân thượng ngài đang kiên kỵ cái gì thái độ cẩn thận của thần quân khiến đại tổng quản nhìn không hiểu thần quân không trả lời lời đại tổng quản mà dùng ánh mắt dò xét nhìn chăm chú vào đỉnh cao nhất của tây đại lục Thật lâu cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, Thần Quân mới chậm rãi mở miệng, bút tích nghịch thiên đến cỡ nào? Cả mặt đại tổng quản toàn dấu chấm hỏi. Ngọn núi này không phải là núi hình thành một cách tự nhiên, mà là núi do con người tạo ra, so với sức mạnh to lớn của trời đất càng thêm vĩ đại. Thần Quân nói một câu khiến đại tổng quản giật mình. Quân thượng, sao ta lại không nhìn ra? Không chỉ ngươi không nhìn ra, bản quân cũng không nhìn ra hóa ra thứ được tạo ra không chỉ là núi không chỉ là núi còn có thần trên trán thần quân xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh mà đại tổng quản sau khi hiểu được lời của thần quân hai chân trong nháy mắt mềm nhũng thiếu chút nữa hắn ta bị hù chết sau khi thần quân dứt lời một thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ bái kiến quân thượng ánh mắt thần quân rơi vào trên người thần vương thần vương vua của các vị thần ở Tây Đại Lục. Đã từng Dương Cờ tạo phản trên bầu trời, lá cờ rõ ràng phản đối hắn ta. Sau đó bị hắn ta không chút do dự đàn áp. Sau đó, thần vương đã đào tẩu xuống hạ giới. Thời điểm ở trên trời, thần quân chưa bao giờ để thần vương trong lòng. Người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, là thần hậu, là ma quân, là đấu chiến phật, cho tới bây giờ cũng không phải thần vương. Hắn ta thậm chí còn không nhìn thấy thần vương hôm nay hắn ta thấy được thần vương nhìn rất sâu trong một thời gian dài sau đó thần quân mỉm cười nụ cười tràn đầy mỉa mai và tự dẻo thì ra trước kia mắt bản quân lại vụng về như thế cái gì cũng không nhìn ra hóa ra ngay cả ngươi cũng là do chế tạo ra thần vương tâm phục khẩu phục ánh mắt quân thượng như đuốc ta không thể sánh bằng có thể nhìn thấu được điểm này đương nhiên thần quân rất giỏi phải biết rằng, Ngụy Quân cũng từng tới Tây Đại Lục. Lúc ấy Ngụy Quân không nhìn thấu được điểm này. Đương nhiên, trong mắt Ngụy Quân không có bọn họ, cho nên căn bản sẽ không dụng tâm quan sát bọn họ. Nếu như Ngụy Quân dừng tầm mắt lại một chút, bí mật của bọn họ cũng đã sớm bại lộ. Thế nhưng trên thế gian này không có nếu như. Cho nên Thần Quân có thể nhìn thấu thân phận của bọn họ, thần vương vô cùng bội phục. Thần Quân lại tự dễu nói, bản quân bị che mắt đến nay nếu coi ánh mắt sáng như đuốc cũng quá trào phúng quân thượng quá mức khiêm tốn rồi trước kia ngài không nhìn thấu bí mật của ta là bởi vì thực lực của ngài không đủ hiện tại có thể nhìn thấu chứng tỏ thực lực của ngài càng ngày càng tăng lên thần vương cúi đầu cao quý tỏ vẻ khâm phục với thần phục đến cảnh giới của quân thượng vậy mà còn có thể tiến thêm một bước quả thực khiến ta vô cùng khâm phục thần quân không bị ảnh hưởng bởi lời nịnh hót của thần vương hắn ta chỉ cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Chút thực lực này của thần vương, hắn ta vẫn không để vào mắt. Thế nhưng hắn ta không tạo ra được loại thực lực cao thủ giống như thần vương. Hắn ta tách thất tình lục dục ra ngoài, sức mạnh của phân thân thất tình lục ở trần gian căng hết cỡ cũng chỉ tương đương với một thần minh mà thôi. Khoảng cách chênh lệch với thần vương vẫn rất lớn. Càng không cần phải nói, không chỉ có thần vương được tạo ra, ngoài ra còn có thần minh của cả Tây Đại Lục đây là sức mạnh đến cỡ nào bản quân đúng là ít ngồi đáy giếng hôm nay mới biết thế nào là một thằng hề thần quân chậm rãi nói nếu bản tọa đã tự chui đầu vào lưới không biết người sau lưng ngươi có thể hiện thân để gặp mặt hay không để bản quân chết một cách rõ ràng trong lòng đại tổng quản trầm xuống vậy mà quân thượng đã có suy nghĩ sẽ chết trong lòng hơn nữa đã tiếp nhận vận mệnh này bất quá đại tổng quản nghĩ đến nếu như thần minh của toàn bộ tây đại lục đều bị tạo ra vậy quân thượng tiếp nhận thất bại vận mệnh quả thật vô cùng bình thường dĩ nhiên thần quân rất mạnh nhưng muốn làm được chuyện này thì chắc chắn không thể được loại chênh lệch này lớn đến mức đã không còn bất cứ kỳ tích nào có thể nói đại tổng quản cũng tuyệt vọng nhưng câu trả lời của thần vương lại cho bọn họ một sự bất ngờ giờ phút này quân thượng rời đi có thể bình yên vô sự thần vương nói chủ nhân có việc quan trọng khác phải làm sẽ không gián tội quân thượng quân thượng có thể rời đi đại tổng quản quả thực rất vui đây thực sự là một niềm vui bất ngờ thần quân cũng vô cùng ngoài ý muốn vừa rồi đại tổng quản đoán không sai trong lòng hắn ta đã có suy nghĩ sẽ chết bởi vì hắn ta đứng đủ cao hắn ta hiểu được cần phải có sức mạnh mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được những điều này đó tuyệt đối không phải là thứ mà hắn ta có thể chống lại cho dù có một kỳ tích xảy ra cũng vậy cho nên thần quân chỉ muốn chết một cách rõ ràng nhưng thần vương lại nguyện ý mở ra một con đường thả cho hắn ta một con đường sống thần vương khoan dung độ lượng như vậy sao đùa cái gì chứ người cường đại sau lưng rất dễ nói chuyện à có khả năng là vậy nhưng còn có một khả năng khác thần quân nghĩ đến thần hậu đằng sau thần hậu hình như cũng có một vị thần cường đại tồn tại một cách bí mật mà thái độ của vị thần kia đối với thần hậu vẫn luôn nuôi thả theo quan sát của hắn ta cho dù thần hậu nửa đường chết yểu có thể vị thần đó cũng sẽ không để ở trong lòng đối phương có thể nâng đỡ một thần hậu hoàn toàn có thể nâng đỡ thêm một thần vương chứ nếu như suy đoán này cưa hắn ta là sự thật ánh mắt thần quân dần dần sáng lên thật ra hắn ta cũng không chắc chắn suy đoán của hắn ta có đúng hay không nhưng trong một cuộc chiến đấu tranh giành vốn sẽ không có tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nếu đã thấy được khả năng sống sót và con đường phía trước đương nhiên sẽ dùng hết sức lực đánh một trận thần quân nở nụ cười người mà ngươi gọi là chủ nhân có phải vốn dĩ không quan tâm tới những người hầu như các ngươi hay không sắc mặt thần vương không thay đổi mỉm cười nói quân thượng ngài đang khiêu khích chủ nhân sao thần quân cũng mỉm cười trả lời nếu vị chủ nhân cường đại này thật sự đặt các ngươi ở trong lòng bây giờ bản quân đã sớm chết rồi có thể tạo nên sự sống của đồ vật hay là thần nếu muốn đánh chết bản quân vốn dĩ không cần phí tâm tư lẫn tinh lực gì cả đến bây giờ bản quân vẫn còn sống chỉ có thể nói rõ một chuyện hắn ta vốn dĩ không thèm để ý đến sống chết của các ngươi đương nhiên bản quân sẽ không mạo phạm đến thần bất kể ý đồ của thần là gì bản quân vẫn mạnh hơn các ngươi các ngươi có thể làm như thần bản quân có thể làm càng tốt hơn hơn nữa cũng rất sẵn sàng phục vụ cống hiến sức lực cho thần bản quân nghĩ nhất định thần cũng hy vọng thủ hạ của mình tăng cường sức mạnh hơn một chút cho nên ngươi lựa chọn đầu hàng hay là chọn cái chết thần vương thu hồi nụ cười của mình trầm giọng nói quân thượng ngài đang đánh cược mạng sống của mình đấy không sai thần quân thản nhiên trả lời bản quân cùng ngươi đánh cược ngươi có dám đánh cược hay không đại tổng quản muốn mở miệng khuyên bảo thần quân lui một bước làm như vậy thật sự quá mạo hiểm rõ ràng lùi một bước là có thể thấy trời cao biển rộng nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của thần quân lời nói đã đến bên miệng của đại tổng quản lại nuốt vào một lần nữa làm đại tổng quản của thần quân nếu trong một chuyện thần quân cảm thấy do dư vậy hắn ta đương nhiên có thể đưa ra đề nghị nhưng nếu thần quân đã đưa ra quyết định việc hắn ta cần làm là kiên quyết chấp hành mà không phải đi kéo chân thần quân đây mới là việc mà đại tổng quản nên làm sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này đại tổng quản yên lặng thả ra khí thế của mình giống như thần quân không kiên nể chút nào bày ra lực tàn phá của hắn ta nhìn thấy một đôi chủ tớ hung hăng như thế này thần vương bất đắc dĩ thở dài một hơi quân thượng ta nguyện ý đầu hàng thật ra hắn ta không muốn nhưng không có cách nào nữa cả không đầu hàng hắn ta biết thần quân thật sự sẽ hạ sát thủ hơn nữa hắn biết chủ nhân thật sự không quan tâm đến sống chết của bọn họ đồ vật chết bất cứ lúc nào cũng có thể được phục sinh làm mới ai sẽ quan tâm chứ hắn ta chỉ có thể tự quan tâm đến bản thân mình thôi từ nay về sau thần sơn chính là cung điện của quân thượng ở nhân gian thần vương quỳ gối trước mặt thần quân tỏ vẻ thần phục của mình thần quân cũng không sinh ra cảm giác thành tựu gì cả chỉ hít một hơi thật sâu nếu đã biết sau lưng đối phương có một vị thần có thực lực vượt xa mình vậy làm được những thứ như thế này dĩ nhiên không có gì để tân bốc lên cả hơn nữa hắn ta cũng phải điều chỉnh thái độ của mình đối với những vị thần của tây đại lục thậm chí phải điều chỉnh thái độ đối với toàn bộ tây đại lục dù sao đánh chó còn phải ngó mặt chủ tuy rằng bây giờ thần quân đã chắc chắn một huyện cái người gọi là chủ này căn bản không quan tâm sự sống chết của chó dù đối phương có thể không quan tâm đến chó của mình, nhưng hắn ta lại không thể không nể mặt chủ của chó. Đứng lên đi, chúng ta đi nói chính sự. Thần quân thay thế vị trí thần vương. Đồng thời nhanh chóng thực hiện vai trò của mình. Tôi sẽ không thay đổi mô hình hoạt động ở đây, cũng sẽ không thay đổi cấu trúc trước đây của các ngươi. Thần quân hứa hẹn. Nghe thần quân nói như vậy, hiển nhiên thần vương thở vào nhẹ nhõm, lập tức thể hiện thành ý của mình, ý của ngài là phương hướng tiến lên của chúng ta thần quân do dự một chút thật sự thì hắn ta có ý chí của riêng mình nhưng bây giờ thì phải điều chỉnh kế hoạch chẳng qua nó không phải là chuyện gì xấu các ngươi trước kia như thế nào sau này vẫn sẽ như thế kể cả tây đại lục trước kia như thế nào sau này cũng vẫn sẽ như thế bất quá nếu bản quân lên tiếng tất cả đều phải nhường đường cho bản quân điều này là tất nhiên tất cả sẽ nghe theo sự phân phó của quân thượng trước mắt các ngươi có khó khăn gì cần giải quyết khẩn cấp không thần quân hỏi vốn dĩ hắn ta định giết thần lập uy bây giờ con đường này không thể đi được vậy thì đành phải thông qua cách thể hiện năng lực của mình để thiết lập danh tiếng chuyện này không quá khó khăn với hắn ta thần vương lập tức bẩm báo lại những khó khăn mà trước mắt bọn họ phải đối mặt tây đại lục nhiều lần thất bại trong cuộc chiến tranh với đại càng mặc dù có chúng ta trợ giúp nhưng cũng không thể thay đổi hình điều này đã làm dao động tín ngưỡng của rất nhiều người tây đại lục đối với chúng ta thần quân trầm giọng nói chuyện này bản quân sẽ tự có cách riêng sau này nhất định tây đại lục và đại càng có thể hợp thành một thể nhưng chưa chắc cần thông qua phương thức chiến tranh ngươi không cần rối rắm thần vương đâm chiêu còn có khó khăn nào khác không có phật môn bắt đầu tranh đoạt tín ngưỡng của tây đại lục thần vương nói đấu chiến phật liên thủ với công đức phật, nhất là đấu chiến phật, sức chiến đấu của hắn ta thật sự quá mạnh, cho dù là ta cũng không có cách nào có thể đấu lại hắn ta. Rất nhiều cao thủ chết dưới tay đấu chiến phật đều là tín đồ của chúng ta, Phật môn hung hăng xâm phạm chúng ta, dẫn đến sự thay đổi trong quỹ tích nguyên bản của chúng ta ở Tây Đại lục. Quân thượng, nếu không giải quyết đấu chiến phật, có khả năng Phật môn sẽ đập nát hoàn toàn thần đàn của chúng ta, hơn nữa thay thế vào vị trí đó trước khi thần quân đến thần vương đang đau đầu vì việc này nghe được tên đấu chiến phật sắc mặt thần quân nghiêm túc hẳn lên đấu chiến phật thức tỉnh chân linh đúng vậy ta cũng không biết sao hắn ta lại làm được điều đó bây giờ thực lực của đấu chiến phật khôi phục nhanh chóng đã gần đạt tới thực lực đỉnh cao của mình quân thượng có sức chiến đấu của đấu chiến phật duy trì phật môn hoàn toàn có thể thống trị tín ngưỡng toàn bộ đại lục thần quân rơi vào suy nghĩ đương nhiên hắn ta cũng biết thực lực đấu chiến phật đó là sự tồn tại có thể mang lại một mối đe dọa cho hắn ta thế nhưng thời điểm ở trên trời đấu chiến phật bị thương nặng như thế theo lý mà nói không thể thức tỉnh chân linh nhanh như vậy được chứ đừng nói tới chuyện khôi phục thực lực chẳng lẽ sau lưng đấu chiến phật cũng có người mạnh ủng hộ thần quân cảm giác hơi đau đầu nếu thật sự có có thể lại là một người mà hắn ta không thể trêu vào nói đi cũng phải nói lại sẽ không phải lại là chủ nhân đằng sau lưng thần hậu và thần vương chứ nếu như là đối phương thần quân chỉ có thể không còn gì để nói cảm giác đối phương có bệnh tâm thần phân liệt cho dù như thế nào đột nhiên đấu chiến phật hồi phục khiến cho thần quân cảm thấy hơi bất an hắn ta không sợ đấu chiến phật loại tâm tư đơn thuần cùng chiến đấu như đấu chiến phật vĩnh viễn không thể là đối thủ của hắn ta thứ khiến hắn ta sợ là người đứng sau đấu chiến phật kìa cho nên thần quân từ bỏ ý định tự mình ra tay đối phó đấu chiến phật nhưng đấu chiến phật phiền toái này nhất định phải giải quyết bởi vì lúc trước ở trên trời đấu chiến phật là do hắn ta trấn áp hắn ta có mối hận cũ với đấu chiến phật hắn ta cũng không cho phép cơ cấu quyền lực của tây đại lục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất hơn nữa đấu chiến phật muốn thế giới biết đến hắn ta trong mắt thần quân đấu chiến phật thuộc về loại bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng chỉ đơn giản là người theo chủ nghĩa lý tưởng những người theo chủ nghĩa lý tưởng rất đáng kính hắn ta cũng tôn trọng đấu chiến phật nhưng những người theo chủ nghĩa lý tưởng đã được định sẵn sẽ chết vì lý tưởng mãi mãi không có khả năng thực hiện ít nhất hắn ta không cảm thấy thế giới mà đấu chiến phật muốn sáng tạo sẽ có thể tạo ra hắn ta cũng không cho phép nó có thể xảy ra cho nên hắn ta phải giải quyết được sự uy hiếp từ đấu chiến phật nhưng không thể tự mình ra tay thần quân trầm ngâm một lát lại nhìn thần vương một cái trong lòng khẽ động hắn ta sẽ không ở lại tây đại lục mãi mãi mà những vị thần minh của tây đại lục cũng không phải thật sự là người của hắn ta cho nên thần quân không thể hoàn toàn yên tâm với bọn họ mà trong phật môn người duy nhất hắn ta phải kiên kỵ chỉ có đấu chiến phật về phần trong phật môn có một người có thực lực có thể đánh đồng với hắn ta cường giả bồ đề vạn phật chi chủ khóe miệng thần quân khẽ nhếch lên đó là một gã bị hắn ta đánh bại trước đây hắn ta chán ghét phật môn cho nên không cho phép phật môn phát triển ở trên trời bây giờ thời đại thay đổi có lẽ ở tây đại lục có một thế lực có thể khống chế thần minh tây đại lục đối với hắn ta mà nói là một chuyện tốt điều kiện tiên quyết là phật môn không thể có đấu chiến phật nghĩ tới đây thần quân đã có chủ ý bổn quân sẽ giải quyết uy hiếp của đấu chiến phật cái giá phải trả chính là Phật môn sẽ lấy đi một bộ phận tín ngưỡng của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi và Phật môn sẽ chung sống hòa bình, có vấn đề gì không? Thần vương cúi đầu, tất cả đều nghe theo ý chỉ của quân thượng, chỉ là hy vọng quân thượng có thể mau chóng thực hiện. Áp lực đấu chiến Phật mang đến cho chúng ta càng lúc càng lớn, người hắn ta giết càng ngày càng nhiều. Giữ lại hắn ta thêm một ngày, tình cảnh của chúng ta sẽ gian nan thêm một ngày bây giờ bản quân sẽ bắt tay vào giải quyết sự phiền phức của đấu chiến phật thần quân phóng thích ra hơi thở của mình trực tiếp bắt đầu cảm ứng vạn phật chi chủ nơi dừng chân của phật môn vạn phật chi chủ mở hai mắt ra trong ánh mắt là sự thấp thỏm với bất an thần quân ngươi cũng hạ phàm rồi thần quân khóa chặt hơi thở của vạn phật chi chủ sau một khắc hắn ta đi thẳng đến nơi dừng chân của phật môn không thèm quan tâm phật môn sẽ sắp xếp đầm rồng hang hổ gì cho hắn ta phật môn to như thế chỉ có đấu chiến phật mới có thể đáng để hắn ta coi trọng chỉ có đấu chiến phật cùng vạn phật chi chủ mới có thể mang lại sự uy hiếp đến tính mạng cho hắn ta đáng tiếc đấu chiến phật đang truyền kinh mà vạn phật chi chủ vốn dĩ không có dũng khí liều mạng đánh một trận với hắn ta vì vậy hắn ta không cần phải sợ gì cả thần quân đi thẳng vào chủ đề phật chủ ngươi có ý định chiếm cứ lục địa này. Vạn Phật chi chủ chấp hai tay lại trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng chỉ hy vọng Phật môn có thể có một nơi dừng chân. Nếu như chỉ là nơi dừng chân, bổn quân có thể hợp tác với Phật môn. Thần quân nói thẳng, yên tâm, bản quân không đi theo đạo tín ngưỡng, cũng không quan tâm tín ngưỡng của đại lục này, nơi chủ yếu thống trị sau này cũng không ở đại lục này, thứ mà bản quân thật sự coi trọng là bờ biển đối diện. Hai mắt vạn Phật chi chủ sáng ngời kể từ đó thần quân và phật môn quả thật không có xung đột lợi ích gì để mà nhất định phải tiến hành chiến tranh sống chết bản quân có thể cam đoan phật môn sẽ truyền kinh thành công thậm chí có thể bảo đảm công đức phật trở thành khách quý của người thống trị tây đại lục từ trên xuống dưới giúp phật môn lan tỏa tín ngưỡng nhưng phật chủ cũng phải đồng ý với bản quân một chuyện chúng ta mới có thể hợp tác được chuyện gì vạn phật chi chủ hỏi trong lòng ông ta đã có suy đoán mơ hồ. Quả nhiên. Câu trả lời của thần quân đã xác nhận suy đoán của ông ta. Ngươi thay bản quân giải quyết đấu chiến Phật phiền toái, chỉ cần giải quyết đấu chiến Phật, tất cả lời hứa của bản quân đều sẽ thực hiện, bổn quân lấy danh nghĩa thiên đạo thề. Thần quân hứa hẹn. Nếu như là lời thề của các thần minh khác, vạn Phật chi chủ căn bản sẽ không coi là chuyện gì to tác. Lời thề đương nhiên có lực trói buộc, nhưng những lỗ trống có thể lợi dụng sơ hở để chui vào nhiều lắm căn bản không đáng tin cậy nhưng lời thề của thần quân vạn phật chi chủ tin tưởng bởi vì thần quân vốn có quan hệ với thiên đạo người khác có thể phản bội thiên đạo có thể chui vào lỗ trống của thiên đạo thần quân lại không làm được thậm chí có thể nói bản thân thần quân chính là một bộ phận của thiên đạo hắn ta không thể tự phản bội mình nếu không con đường của hắn ta sẽ kết thúc cho nên thần quân thật sự rất có thành ý hợp tác với Phật môn. Vạn Phật chi chủ. Động tâm. Thần quân rèn sắt thừa dịp sắt còn nóng, bây giờ đấu chiến Phật chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể khôi phục cảnh giới bồ đề. Cho nên bây giờ ngươi ra tay vẫn có thể trấn áp hắn ta. Lại để cho hắn ta thêm thời gian để khôi phục, ngươi cũng chưa chắc có thể trấn áp hắn. Phật chủ, bản quân chỉ là lôi chuyện ngươi vẫn muốn làm ra, còn hứa hẹn lợi ích cho ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Vạn Phật chi chủ trầm mặt. Đó quả thật là những gì ông ta luôn muốn làm. Ông ta mới là người đại diện của Phật môn. Nhưng thực lực của đấu chiến Phật thời đỉnh cao lại ở trên ông ta. Tất nhiên, bọn họ chưa từng đánh nhau. Nhưng thực lực của đấu chiến Phật là được các chư Phật trong Phật môn công nhận xếp thứ nhất. Cho nên, Vạn Phật chi chủ rất xấu hổ. Ông ta là người đứng đầu, nhưng không có thực lực mạnh mẽ bằng tiểu đệ dưới trướng mình. Đây không phải là một chuyện dễ chấp nhận. Mặc dù vạn Phật chi chủ cũng biết, cho tới bây giờ đấu chiến Phật không có ý nghĩ thay thế ông ta. Nhưng vấn đề không phải là đấu chiến Phật có muốn thay thế ông ta hay không. Thần quân đang nghe truyện trên TV audio CV sâu kín nói, thần hậu từng quỳ gối trước mặt bản quân, thề với bản quân, nàng ta chưa từng có ý nghĩ muốn thay thế bổn quân. Phật chủ, ngươi có biết bản quân đã trả lời nàng ta như thế nào không? Như thế nào? bản quân nói cho nàng ta biết vấn đề không phải là ngươi có muốn thay thế bản quân hay không mà là ngươi đã có thực lực để thay thế bản quân cho nên thần hậu phải chết cho nên đấu chiến phật nhất định phải chết vạn phật chi chủ nhắm mắt lại như quân thượng mong muốn thần quân nở nụ cười bổn quân chờ tin tức tốt từ phật chủ ầm uhm. một bàn tay ngọc ngà không ngừng phóng đại trước mặt ngụy quân cuối cùng rơi xuống mặt bàn quá đáng lẽ nào thực sự như thế này người nói chuyện là công chúa minh châu bây giờ phải gọi là thừa tướng quân ức thiển tức giận cả người phát trung ngụy quân cũng tiếc nuối nói ức thiển ngươi nhẹ một chút cái bàn sẽ đau quân ức thiển càng tức giận hơn thì phải làm sao bây giờ ngươi còn có tâm tư nói giỡn với ta ngụy quân phật môn thật quá đáng ta còn chưa đâm sau lưng bọn họ một đau thế nhưng bọn họ lại phản bội đại càng chúng ta trước ngụy quân lời này của ngươi ta không biết tiếp như thế nào ngụy quân bây giờ thật sự phiền phức rồi phật môn nương nhờ vào tây đại lục giai đoạn đầu tư trước đó của chúng ta hoàn toàn uổng phí không uổng phí chưa từng có nỗ lực uổng phí phật môn đã giúp đại càng chúng ta nếu không có phật môn ở phía sau tây đại lục gây chuyện chúng ta sẽ không đạt kết quả chiến đấu lớn như vậy ngụy quân lạnh nhạt nói Ức thiển, ngươi đừng sốt ruột, tình hình không hỏng bét đến mức đó. Ta biết, bên chúng ta đang liên tiếp thắng lợi. Quân ức thiển nói. Bên bọn họ không chỉ là thắng lợi liên tiếp. Cái chết của Will đã tạo thành một đả kích hủy diệt đối với sĩ khí của quân viễn chinh Tây Đại Lục. Mà sự phản bội của tinh thiếu nữ lại trực tiếp làm tê liệt cao tầng của quân viễn chinh Tây Đại Lục. Hơn nữa an toàn ti còn bật hết hỏa lực tuy rằng cao tầng quân viễn chinh tây đại lục không bị đại càng một lưới bắt gọn nhưng cũng tổn thất hơn một nửa hơn nữa nhân cơ hội này tô lan gia quyết đoán khai chiến dễ như trở bàn tay gần như hoàn toàn thắng lợi quân viễn chinh tây đại lục chạy trốn bằng thuyền về chính quốc tây đại lục vì vậy tình hình vô cùng tốt mà tin tức truyền đến từ tây đại lục cũng khiến lòng người phấn chấn nhóm cơ soái ở phía sau tây đại lục nhất lên một trận sóng to gió lớn ngập trời có hiệu quả giảm bớt áp lực ở chính quốc đại càng. Phật môn càng lúc càng hung hăng, mỗi một thời khắc đấu chiến Phật đều đang hồi phục, khiến cho thần minh Tây đại lục căn bản không dám kinh xuất. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, đại càng có thể nói thắng lợi đang trong tầm tay. Nhưng thật không may. Đột nhiên Phật môn phản bội. Đại càng đồng minh thân thiết nhất, ở thời điểm đại càng nguy hiểm nhất lựa chọn đứng cùng một chỗ với đại càng. Nhưng sau khi tình thế bên đại càng tốt lên, phật môn lại đứng ở phía bên kia đại càng điều này làm cho quân ức thiển vô cùng phẫn nộ nếu như phật môn không phản bội lúc này thậm chí chúng ta có thể đánh chết tây đại lục một cách triệt để ngụy quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào phật môn bị điên rồi sao đương nhiên phật môn không nổi điên ngụy quân đưa cho quân ức thiển một quyển sách sự thật đều ở trong quyển sách này quân ức thiển nhận lấy cuốn sách ngụy quân đưa cho nàng ta đọc lên ba chữ to trên bìa quyển sách ngụy quân vỗ tay phát thành tiếng ngay sau đó tây du ký từ một cuốn sách biến thành một cái gậy sắt lấp lánh kim quan chói lọi lần này quân ức thiển hiểu ra vũ khí của đấu chiến phật đúng chẳng qua nếu nói một cách chính xác thì hẳn phải là phật khí của đấu chiến phật đã thông linh ghi chép lại rõ như lòng bàn tay những chuyện xảy ra trên đoạn đường đi về phía tây truyền kinh của đấu chiến phật tây du ký mà ngươi vừa nhìn thấy chính là phật khí này tự động biên soạn những chuyện trải qua khi đi về phía tây của đấu chiến phật mà thành thần khí tự động viết sách sao quân ức thiển cảm khái nói những gia đình kia nhất định nằm mơ cũng muốn có được một thần khí như thế này ngụy quân nở nụ cười nếu là phật khí của đấu chiến phật sao lại có thể rơi vào trong tay ngươi quân ức thiển tò mò hỏi ngụy quân thản nhiên nói đấu chiến phật xảy ra chuyện vào thời khắc sống còn đấu chiến Phật dùng cây thiết bổng này đâm thủng phong ấn, lại chỉ có cây thiết bổng này thoát ra được phong ấn, hắn ta lại bị trấn áp. Thiết bổng thông linh, đi bộ hàng ngàn dặm, tìm thấy ta, hy vọng ta có thể cứu chủ nhân của nó. Quân ước thiển bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như thế, lần trước ngươi cứu đấu chiến Phật, cho nên nó hy vọng ngươi lại cứu hắn ta một lần nữa, còn đem chuyện xảy ra trên người đấu chiến Phật đều nói cho ngươi biết. Thiết bổng ở giữa không trung động đậy lên hai cái, dễ nhận thấy là đang gật đầu đồng ý ngay sau đó thiệt bỗng lại một lần nữa biến thành cuốn sách tây du ký quân ức thiển lật sách ra xem rất nhanh nàng ta hiểu được chuyện gì đã xảy ra phật môn đi về phía tây truyền kinh dọc theo đường đi gặp phải các loại cao thủ với yêu ma quỷ quái ngăn cản bọn họ cũng bởi vậy xảy ra rất nhiều lần chiến đấu chỉ là bọn họ đánh tới đánh lui phát hiện những người này đều có người đứng sau cho dù gây ra chuyện ác đến mức nào cũng không bị trừng phạt thậm chí ngay cả phật môn cũng cùng thế lực sau lưng những tên làm việc ác này thực hiện trao đổi lợi ích vì thế đổi lấy không gian sinh tồn và tín ngưỡng của phật môn đối mặt với tình hình này rất nhiều môn giáo của đội đi về phía tây truyền kinh của phật môn đều cảm thấy quá tối tăm không ít người lựa chọn bỏ đi rời khỏi đoàn truyền kinh chỉ có đấu chiến phật kiên trì chính nghĩa một đường trảm yêu trừ ma hộ tống công đức phật đi về phía tây truyền kinh quyết chí không thay đổi càng đánh càng mạnh mỗi một lần làm cho cả Tây Đại Lục chỉ nghe tin thôi đã sợ mất mật. Quy danh của đấu chiến Phật giúp hắn ta đạt được danh vọng thật lớn, cũng làm cho cao tầng Tây Đại Lục không thể nhịn hắn ta được nữa. Cao tầng Tây Đại Lục bao gồm các thần minh và vạn Phật chi chủ của Phật môn đã có một hiệp nghị, bảo đảm công đức Phật đi về phía Tây truyền kinh thành công, cho phép Phật môn ở Tây Đại Lục thu hoạch tín ngưỡng, Tây Đại Lục và thần minh chia hai phần thiên hạ, điều kiện đầu tiên là phải trấn áp được đấu chiến Phật khiến người ta đau đầu này có đấu chiến phật ở đây bọn họ không chỉ sẽ mất đi quyền thế với địa vị thậm chí còn cả tính mạng vạn phật chi chủ đồng ý lời đề nghị của thần minh tây đại lục còn cho bạch long mã tự do để bạch long trở về long cung đổi lấy phản bội của bạch long mã lấy lý do truyền kinh thành công thuyết phục công đức phật hơn nữa trước tiên để cho người thống trị tối cao trên danh nghĩa của tây đại lục phong công đức phật làm ngự đệ thậm chí toàn lực ủng hộ công đức phật truyền giáo đổi lấy công đức phật dẫn đấu chiến phật bước vào cạm bẫy cuối cùng vạn phật chi chủ tự mình ra tay ở sân nhà tỉ mỉ bố trí một tay che trời trấn áp đấu chiến phật đọc xong câu chuyện của đấu chiến phật quân ức thiển có phần thổn thức đoàn đội đi về phía tây truyền kinh nhị sư huynh có kiều thê phú quý tam sư đệ trở thành yêu vương một phương bạch long mã trở về long cung làm thái tử công đức phật thành ngự đệ hưởng thụ vinh hoa phú quý phật môn truyền kinh đạt được thành công lớn có địa vị ngang với nhóm thần minh tất cả họ đều có một tương lai tươi sáng chỉ hy sinh một công thần lớn nhất ngụy quân ngươi nói buồn cười hay không buồn cười ngụy quân buồn bã nói không buồn cười rất đáng thương lúc trước thấy đấu chiến phật và công đức phật ngụy quân đã thấy rất kỳ quái mọi người ngoài miệng đều hô khẩu hiệu nhưng tất cả mọi người chỉ hô khẩu hiệu sao bọn họ lại có thể thật sự tin tưởng lúc ấy ngụy quân cảm thấy hai vị tôn phật này nhất định sẽ bị thực tế vùi dập vì thế ngụy quân còn cầu nguyện cho bọn họ nhiều lần bây giờ xem ra mặc dù ngụy quân rất dụng tâm cầu nguyện cho bọn họ nhưng vẫn không thể cứu vãn được vận mệnh của bọn họ hiện thực vùi dập mặc dù muộn nhưng vẫn sẽ đến sự khác biệt là sau khi bị bị hiện thực vùi dập công đức phật đã chọn một con đường dễ dàng hơn mà đấu chiến phật đầu sắt tiếp tục làm chính mình sau đó đầu rơi máu chảy nhất định phải cứu đấu chiến phật ra quân ức thiển vỗ tay nói ngụy quân lần này đấu chiến phật thật sự là người của chúng ta bây giờ cứu đấu chiến phật ra ra hắn ta có thể đâm một lỗ thủng vào bầu trời của tây đại lục vạn phật chi chủ tự mình trấn áp đấu chiến phật người muốn cứu là có thể cứu sao ngụy quân nhìn quân ức thiển một cái nhổ nước bọt nói cơ soái cũng đâu phải chưa từng thử qua kết quả còn không phải tự mình rơi vào sao đúng vậy cơ soái tự mình rơi vào nói một cách chính xác sau khi phật môn phản bội bọn người cơ soái ở tây đại lục liền trở thành mục tiêu sống thần minh của tây đại lục ra tay bọn người cơ soái không thể nào là đối thủ lúc đầu nếu có yêu hoàng làm hậu thuẫn cho bọn họ vậy còn có thể đánh đáng tiếc yêu hoàng đã rút lui cơ soái cũng to gan sau khi phát hiện phật môn phản bội cơ soái phán đoán giống như công chúa minh châu muốn cứu đấu chiến vật ra. Đấu chiến vật đi ra, nguy hiểm và áp lực của bọn họ ngay lập tức nhỏ đi rất nhiều. Đáng tiếc, phong ấn của vạn vật chi chủ không phải thứ bọn họ có thể phá. Ngược lại, Tây Đại Lục dự đoán trước được ý định của cơ soái. Nhưng đây không phải là một vấn đề gì lớn. Chúng ta bắt không ít người ở Tây Đại Lục, thậm chí chúng ta còn bắt nhiều hơn. Nếu Tây Đại Lục muốn trao đổi tù binh với chúng ta, cơ soái sẽ không sao quân ức thiển nói vấn đề bây giờ là tây đại lục hình như muốn đàm phán trong hòa bình giống như bỏ đi mà thôi tây đại lục đàm phán trong hòa bình ưu thế của bọn họ bây giờ không nhiều lắm bọn người cơ soái tuy rằng rơi vào phong ấn của vạn phật chi chủ nhưng thật ra không bị tây đại lục bắt làm tù binh phật môn không hoàn toàn xé rách thể diện với đại càng cho nên an toàn của bọn người cơ soái có thể được đảm bảo mà bên phía đại càng thật sự bắt được rất nhiều quân viễn chinh tây đại lục thậm chí ngay cả nữ thần trí tuệ đều rơi vào trong tay đại càng trở thành tù binh của đại càng bây giờ tây đại lục đã không còn nắm chắc một hơi nuốt được đại càng ngược lại lợi ích hậu phương chính quốc còn phải phân phối lại dưới tình huống này tiếp tục giao chiến không còn là ưu tiên của tây đại lục họ phải sắp xếp lại các vấn đề ở chính quốc trước một lần nữa phân chia lại lợi ích của tất cả các bên cho nên bây giờ chúng ta muốn cứu đấu chiến phật ra chứng tỏ chúng ta không có thành ý đàm phán trong hòa bình rất có thể tây đại lục sẽ khai chiến với chúng ta một lần nữa ngụy quân nhìn về phía quân ức thiển bây giờ đại càng chúng ta thật sự muốn tiếp tục giao chiến sao quân ức thiển lắc đầu thật sự để nói thì tình hình lúc này của đại càng so với tây đại lục tốt hơn thật nhưng sức sản xuất của đại càng quá thấp so với tây đại lục càng cần nghỉ ngơi dưỡng sức hơn bây giờ đại càng cần chủ yếu là thời gian cho nên đại càng cũng muốn đàm phán trong hòa bình. Cho nên, bây giờ chưa thể cứu đấu chiến Phật ra được. Ngụy quân thổn thức nói, cứu hắn ta, đại càng sẽ lại bùng cháy lửa chiến. Suy cho cùng, vẫn là đại càng quá yếu. Quân ước thiển có phần không cam lòng, chúng ta còn cần thời gian phát triển. Vậy trước hết lấy phát triển làm ưu tiên, với thực lực của đấu chiến Phật, cho dù bị trấn áp 500 năm cũng sẽ không chết. Ngược lại thời gian bị trấn áp càng dài, phẫn nộ tích lũy sẽ càng lớn. Như vậy một ngày phá được phong thoát ra ngoài, sức mạnh từ sự phẫn nộ mới có thể giúp hắn ta thật sự đâm thủng bầu trời Tây Đại Lục. Ngụy quân nói, chờ là được rồi, ngày đó sẽ không lâu đâu, ngày đấu chiến Phật trở thành bồ đề cũng sẽ không còn lâu nữa. Tức thiển, trước tiên chúng ta nên cân nhắc chuyện đàm phán trong hòa bình với Tây Đại Lục đã. Vậy thì đàm phán thôi. Tây Đại Lục phái sứ giả hòa bình sang đàm phán nó thực sự thể hiện được thành ý của cuộc đàm phán hòa bình bên trong triều đình đại càng lúc này giọng nói của chủ hòa đã áp đảo giọng nói của chủ chiến mà quân ức thiển phát hiện trong triều đình ngoại trừ ngụy đảng với binh lính tan rã của đế đảng lặng yên không một tiếng động mở ra một đảng nàng ta cần thời gian sắp xếp tin tức xác định đối phương là địch hay là bạn cũng cần thời gian để đại càng chuẩn bị tốt hơn nên đón đợt chiến tranh tiếp theo chắc chắn sẽ bùng nổ cho nên cuộc đàm phán trong hòa bình giữa đại càng và tây đại lục dưới tình huống song phương cố ý thúc đẩy tiến hành một cách thuận lợi tây đại lục sẵn sàng bồi thường cho chiến tranh đại càng cũng đưa ra điều kiện đàm phán trong hòa bình hậu phương tây đại lục cuộc tranh giành tín ngưỡng giữa phật môn và thần minh nơi chính quốc tây đại lục vẫn chưa lắng xuống bên trong triều đình đại càng cũng bắt đầu phun trào dòng nước ngầm mọi người đều biết điều này sẽ không phải là kết thúc cuối cùng nhưng tất cả mọi người đều hy vọng rằng bây giờ sẽ có hòa bình thần quân đứng trên đỉnh thần sơn nhìn xuống thế gian trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái thần vương đứng ở phía sau thần quân trong lòng khâm phục bày tỏ sự thành kính của mình quân thượng tất cả đều phát triển dựa theo ý muốn của ngài tây đại lục và đại càng sắp ký kết hiệp định hòa bình tình hình ở tây đại lục đã ổn định chỉ cần quân thượng có thể khống chế đại càng sau này đại càng với tây đại lục đều sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của ngài thần quân mỉm cười nói không sai công lao của ngươi bản quân sẽ nhớ kỹ đều là quân thượng tính toán không một chỗ sai sót thần vương thán phục nói sứ giả đàm phán của bên phía đại càng một nửa đều là người của ngài sao thần quân mỉm cười không nói gì đại cục của tây đại lục đã định tiếp theo đã đến lúc hắn ta đi nhận lấy thắng lợi của đại càng sau đó để cho đại càng và tây đại lục hợp nhất hai đại lục đông và tây từ nay về sau đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta là hoàng đế trên trời hạ phàm hắn ta vẫn là hoàng đế giống như trước Khí thế như sơn mãnh hổ thần quân hăng hái hắn ta đã nắm mắt được thời cuộc sau đó các vị thần nhìn thấy một bản xếp hạng xuất hiện trên bầu trời ngay sau đó thần quân nghe được một giọng nói quen thuộc cuộc chiến phong thần mở. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thần quân muốn đàm phán hòa bình để đại lục phía Tây từ bỏ chiến tranh, biến đổi ngầm mà dung hợp vào làm một, toàn bộ đều vận chuyển dưới sự thống trị của hắn ta. Thần hậu tỏ vẻ không đồng ý. Một cuốn phong thần bản đã phá vỡ mọi tiền đề đàm phán hòa bình. Bảo táp lại nổi lên. Khuôn mặt của thần quân đen như than, sát khí ngút trời. Tiện tỳ phá hỏng đại sự của ta. Thần quân lạnh lùng nói thần vương do dự một chút hỏi quân thượng chỉ cần chúng ta có thể khống chế cục diện thực ra vẫn còn có thể duy trì hòa bình chứ không thể thần quân lắc đầu nói đúng vậy không thể cuốn phong thần bản này không phải là thứ mà thần hậu có thể lấy ra bổn quân có thể địch lại thần hậu nhưng không thể địch lại cuốn phong thần bản này càng không thể địch lại lòng người và đại thế trong thiên hạ này cuộc chiến phong thần chỉ cần thể hiện xuất sắc là có thể lên bản phong thần, một bước lên mây. Loại cám dỗ này, bổn quân có thể lấy gì ra để ngăn cản? Thần vương im lặng không nói gì. Hắn ta cũng đã nhận ra được. Cuốn phong thần bản này, trực tiếp khiến tất cả việc hòa bình đều biến thành bất khả thi. Đương nhiên về lý luận, đề nghị của hắn ta cũng là đúng. Nếu thần quân có thể khống chế được cục diện, vậy thì hai đại lục Đông và Tây sẽ có thể duy trì được hòa bình. Đáng tiếc. Kể từ khi cuốn phong thần bản này xuất hiện giữa trời, trong đầu tất cả các sinh linh trên thế giới này đều ý thực được một chuyện. Trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng vạn linh, vậy mà hiện tại đã không chịu nổi gánh nặng. Đại kiếp nạn đã tới, vạn linh bắt buộc phải ứng phó với kiếp nạn, tất cả đều phải xáo bài lại, để gửi lại cho thiên địa. Trong lần thiên địa đại nạn này, người biểu hiện xuất sắc sẽ lên bản phong thần, thậm chí không cần để tâm đến thương vong bởi vì chỉ cần sự thể hiện của ngươi trong đại nạn đủ kiệt xuất, sau khi chết vẫn có thể được lên bảng phong thần, cùng lắm là đại ngộ kém hơn một chút so với việc được phong thần khi còn sống, nhưng đồng dạng cũng là một cám dỗ cực lớn một bước lên trời. vì vậy thế gian sao có thể không loạn? sự cám dỗ một bước lên trời, sự cám dỗ trường sinh bất tử, sự cám dỗ thành tiên thành tổ, khiến sinh linh phàm tục làm sao có thể kháng cự được? vì vậy thần vương kiến nghị thần quân kiểm soát thế cục cũng chỉ có thể dừng lại về mặt lý thuyết thần quân có thể khống chế được thế cục nhưng lại không khống chế được lòng người huống hồ thần chủ cùng lắm cũng chỉ âm thầm thao túng quyền kiểm soát một bộ phận của hai đại lục đông tây còn lâu mới có thể làm được loại chuyện một lời nói ra là sẽ được chấp hành nghiêm chỉnh so với sự cám dỗ của việc phong thần mệnh lệnh của thần quân không đáng một đồng sau khi phong thần bản xuất hiện thần quân liền ý thức được điểm này vì vậy thần quân đã vứt bỏ tất cả tâm lý may mắn hắn ta chỉ nhìn phong thần bản được treo cao giữa không trung vẻ mặt u ám sát khí hừng hực đây là bút tích của chủ nhân ngươi sao thần quân hỏi thần vương không người trả lời quân thượng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào nhưng nếu chủ nhân của thần vương muốn làm chuyện gì vốn cũng không cần thông báo cho thần vương vì vậy không thể loại trừ khả năng này bất kể là ai đã lấy ra cuốn phong thần bản thần quân biết người đó đều là sự tồn tại mà mình không thể chống lại cho nên hắn ta chỉ có thể chấp nhận đồng thời còn phải phán đoán xem thứ mà sự tồn tại mạnh mẽ này muốn là gì thông qua cuốn phong thần bản này thần quân đã đưa ra nhận định của riêng mình chiến tranh cạnh tranh áp lực đột phá thăng cấp thần quân có chút suy tư có một vị toàn năng tôn sùng sự cạnh tranh kịch liệt để mắt tới thế giới này nếu ai thể hiện tốt trong đại kiếp nạn sẽ có thể lọt vào pháp nhãn của đối phương có cơ hội có được sự tạo hóa lớn hơn trong con mắt của vị toàn năng loại cấp bậc này e rằng bổn quân và những người khác không có sự khác biệt là bao vì vậy bổn quân chỉ cần thể hiện ra đủ xuất sắc cũng có thể có được cơ duyên nghịch thiên mặc dù phong thần giả là tên tiện tỳ đó nhưng quy tắc phong thần không có hạn chế chỉ lấy những người thể hiện xuất sắc trong đại kiếp nạn hơn nữa người thể hiện càng tốt, thần chức sẽ càng cao. Đây là quy tắc thâm định, nếu đã phản kháng không được, vậy chỉ có thể thích ứng, sau đó làm một cách tốt nhất. Phong thần giả cũng chưa chắc có thể chiếm được cơ hội then chốt, thậm chí chưa chắc có kết cục tốt đẹp gì. Thần quân đưa ra một kết luận. Cùng lúc đó, khắp nơi trong thiên hạ, hầu như tất cả các đại thế lực đều đang thảo luận về phong thần bản và cuộc chiến phong thần những đại thế lực này cũng đều đưa ra một kết luận na ná như thần quân đại càng kinh thành các quan lại cao cấp đang tụ tập ở triều đường cửu thiên tuế hoảng loạn hiếm thấy hơn nữa không che giấu điều này phong thần bản trên trời có chuyện gì vậy chúng ta muốn đàm phán hòa bình với tây đại lục tuyệt đối không thể bị phong thần bản đột nhiên nhảy ra này làm nhiễu loạn phương châm đã định ngụy quân liếc nhìn cửu thiên tuế đang lòng đầy hỗn loạn ngay lập tức nhận ra rằng phía sau phong thần bản không phải do thần quân làm đương nhiên không cần thông qua cửu thiên tuế ngụy quân cũng đã nhận ra được bởi vì loại phong thần bản có thể bao phủ toàn bộ thế giới hơn nữa còn là loại thần khí có thể khiến chân linh của người chết hồi sinh lại này đã vượt ra ngoài phạm trù mà bản thân thế giới này có thể luyện chế đây đã không còn chỉ là thần khí nữa mà là văn minh chi khí hoàn toàn có thể đại diện cho một nền văn minh thế giới Người ở vùng thế giới này hiện tại có thể luyện chế ra loại văn minh chi khí này, một là Bạch Khuynh Tâm, một là Sư Phụ Hờ. Hắn hiện tại cũng không thể, sau khi được chết mới có thể. Mà Bạch Khuynh Tâm và Sư Phụ Hờ chắc chắn cũng không ra tay. Bạch Khuynh Tâm làm chuyện gì cũng đều sẽ báo trước cho hắn, Sư Phụ Hờ và hắn cũng có liên kết ngầm, sẽ không làm ra loại chuyện tập kích bất ngờ như vậy. Vì vậy, có lẽ là Trì Giao làm. Về việc ký ức của Trì Giao sớm đã khôi phục, ngụy quân biết rất rõ trì giao từ trước đến nay đều là một người tôn sùng sự cạnh tranh đạo của trì giao chính là tranh người có năng lực thì lên người tầm thường thì xuống trong cùng một điều kiện những người thể hiện xuất sắc sẽ có được khen thưởng kẻ tầm thường sẽ trở thành giải thưởng cuối cùng báo đáp thiên địa thông qua sự cạnh tranh khốc liệt khiến ngọn lửa văn minh không ngừng bùng lên khiến văn minh chi khí càng thêm lấp lánh cũng khiến bản thân có được sự tiến bộ và vượt trội trong quá trình này đương nhiên sẽ phát sinh sự thay đổi cực lớn có rất nhiều sinh linh sẽ bị cuốn vào trong đó nhưng trì giao chưa bao giờ sợ gánh lấy nhân quả hơn nữa nàng ta tin chắc rằng việc mình làm là đúng bởi vì nàng ta cho rằng vạn linh trở về thiên địa vốn chính là việc nên làm trời sinh vạn vật để dưỡng vạn linh đây không phải là một việc rất đương nhiên sao vạn linh đương nhiên nên báo đáp thiên địa lấy của thiên địa bao nhiêu thứ thì nên trả lại bấy nhiêu thứ cho dù là tính mạng của bản thân nàng ta chỉ cần không cạnh tranh lại người khác trì giao sẽ chấp nhận có điều thiên đế người mà trì giao không cạnh tranh lại không cần tính mạng của nàng ta vì vậy nàng ta tiếp tục thực hành đạo của nàng ta đại đạo chi tranh không có đúng sai chỉ có thắng bại đối với thế giới này mà nói trì giao là một cường giả tuyệt đối nàng ta chế định ra quy tắc vậy thế giới này bắt buộc phải tôn trọng quy tắc này hiện tại ngụy quân cũng không có thực lực phá vỡ quy tắc này trừ khi hắn chết kể cả sư phụ hờ hiện tại e rằng cũng không có thực lực phá vỡ quy tắc này đương nhiên sư phụ hờ có lẽ cũng không muốn phá vỡ quy tắc này trì giao đây là một gậy chen ngang trong ván cờ giữa đạo tổ và thiên đế nàng ta không làm người chơi cờ mà là người tặng bàn cờ là phong cách của nàng ta đối với bản thân mà nói thực ra cũng là chuyện tốt bởi vì đàm phán hòa bình có nghĩa là hắn càng không thể chết chỉ có trở nên hỗn loạn hắn mới tiếp tục đối mặt với nguy hiểm trì giao là đang tạo cơ hội chết cho hắn ngụy quân không có lý do gì để từ chối hiện tại cũng không có thực lực từ chối vì vậy đối mặt với sự chất vấn của cửu thiên tuế ngụy quân trực tiếp mở lời cửu thiên tuế bình tĩnh một chút chuyện này rõ ràng đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta quân ức thiển gật đầu nói đúng vậy đại kiếp nạn thiên địa ập đến, vạn linh đều bị cuốn vào, sẽ không thay đổi theo ý chí của chúng ta. Loại thần khí như phong thần bản, chúng ta chắc chắn không thể chống lại được, chỉ có thể thích ứng với quy tắc, hơn nữa lợi dụng nói. Tô Lan Gia bổ sung thêm, đàm phán hòa bình là không thể, cho dù chúng ta có lòng muốn duy trì hòa bình với Tây Đại Lục, những kẻ giả tâm kia của Tây Đại Lục chắc chắn cũng muốn thành thần. Chiến tranh từ trước đến nay luôn là công cụ để những kẻ giả tâm hiện thực giả tâm của mình, hiện tại lại cộng thêm sự cám dỗ thành thần. Thực tình chẳng dám giấu, chúng ta cũng không thể kiểm soát được những người phía dưới. Con người đều ích kỷ. Người của đại càng cũng không ngoại lệ. Từ đại cục mà nói, chiến tranh không phải là chuyện tốt đẹp đối với đại càng hiện tại. Nhưng đối với những kẻ giả tâm kia, chỉ cần thể hiện xuất sắc là có thể được phong thần. Lợi ích của nhất nhiều người đã còn không đồng nhất với lợi ích của đại càng những người có mặt đều là những cao thủ nghiên cứu sâu về nhân tính vì vậy mọi người đều đồng ý với lời nói của tô lan gia chiến tranh là không thể tránh khỏi đàm phán hòa bình đã bị phá vỡ chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra hơn nữa còn sẽ leo thang nhanh chóng triệu thiết trụ nói trước đây mặc dù tây đại lục đã phát động chiến tranh nhưng không động dụng hết toàn bộ vốn liếng theo bọn ta được biết quan chức cấp cao của tây đại lục thực ra cũng luôn đề phòng thần linh ở Tây Đại Lục, sự tranh đấu giữa hoàng quyền và thần quyền bao gồm cả giáo quyền thậm chí còn khốc liệt hơn cả sự tranh đấu giữa Tây Đại Lục và Đại Càng chúng ta. Điều này cũng rất bình thường, người thân cư cao vị, có ai bằng lòng cúi mình trước người khác chứ? Cho dù đó là thần linh. Người nói là nhị hoàng tử. Mặc dù trên lệch rất lớn. Từ người có khả năng kế thừa hoàng vị nhất thu hút được nhiều sự chú ý trước đây biến thành một đại vương trông có vẻ không đáng coi trọng nhất ở hiện tại, nhưng nhị hoàng tử cố gắng thích ứng với thân phận của mình và một lần nữa tìm thấy giá trị của bản thân trước đó hắn ta đã rời khỏi kinh thành bí mật tham gia vào một kế hoạch tuyệt mật phụ trách thực hiện cụ thể kế hoạch đó sau khi phong thần bản xuất hiện hắn ta được triệu hồi khẩn cấp chuyện về phong thần cuốn tất cả mọi người vào trong hắn ta cũng rất khó là ngoại lệ nhị hoàng tử nói tiếp hiện tại có sự cám dỗ của việc phong thần những nội tình trước kia chống lại thần quyền của tây đại lục e rằng đều sẽ được lấy ra để chống lại chúng ta nếu ta không hiểu sai thì cái gọi là cuộc chiến phong thần chính là không ngừng mở ra chiến tranh dưới sự xúc tác của chiến tranh tự nhiên những ứng kiếp giả có biểu hiện xuất sắc sẽ bộc lộ tài năng người tạo ra phong thần bản phía sau kia quả thực là tâm địa độc ác thậm chí là tâm lý biến thái cố ý tạo ra loại cục diện như thế này xem chúng ta chém giết lẫn nhau ngụy quân nhìn nhị hoàng tử một cái gõ gõ bàn Phát biểu ý kiến thì cứ phát biểu ý kiến, ngươi mắng nữ nhân của ta làm gì? Nữ nhân của bổn thiên đế, bổn thiên đế dùng gậy kim cô đánh một chút cũng không sao, nhưng không cho phép người ngoài phàn nàn. Ngụy quân mở miệng nói, ý kiến này của đại vương có vấn đề. Nhị hoàng tử nhìn về phía Ngụy quân. Ngụy quân trầm giọng nói, bảo toàn năng lượng, ngươi có hiểu không? Nhị hoàng tử lắc đầu. Ngụy quân. Thôi bỏ đi, bổn thiên đế sẽ miễn cưỡng phổ cập khoa học cho người mù chữ như ngươi một chút. Nói một cách đơn giản, những gì ngươi ăn, ngươi uống và tài nguyên mà người dùng để tu luyện đều là năng lượng của thế giới này mà ngươi đang tiêu hao, ngươi sẽ không cho rằng những năng lượng này là vô hạn đấy chứ. Ngụy quân hỏi. Nhị hoàng tử nói, đương nhiên không phải. Nếu đã có thể hiểu được đạo lý này, vậy ngươi có lẽ cũng hiểu rằng sau khi năng lượng hoàn toàn cạn kiệt, thế giới sẽ biến thành dạng gì đúng không? Nhị hoàng tử cao mày nói, cũng không nghiêm trọng như vậy chứ. Đương nhiên là có, chẳng qua là các ngươi không muốn thừa nhận hiện thực mà thôi. Ngụy quân phán xét. Đương nhiên thiên đế đã nhìn thấy loại thế giới đó. Sau khi tất cả năng lượng của một thế giới bị cạn kiệt, sẽ chỉ xảy ra một chuyện thế giới chết rồi, tất cả những sinh linh sinh tồn trên thế giới này đều chết hết. Không ít người đều hơi biến sắc. Đạo lý mà Ngụy Quân đang giảng này không khó để lý giải, chỉ là bọn họ không muốn hiểu mà thôi hơn nữa bọn họ cảm thấy rằng đó là chuyện rất xa vời đương nhiên ngụy quân cũng có thể đoán được bọn họ nghĩ thế nào các ngươi cho rằng loại chuyện này rất xa vời đúng không đợi đến cái ngày mà năng lượng cạn kiệt rồi cũng chẳng biết là lúc nào đương nhiên phải ưu tiên cho hiện tại Chính vì các ngươi có ý nghĩ như vậy nên các ngươi mới yên tâm thoải mái mà tiếp tục tiêu hao tài nguyên vốn không thuộc về các ngươi, sau đó để lại mặt thế cho thế hệ mai sau. Hậu vệ dẫn bóng ở đây. Ngụy quân nhìn những người có mặt, nói xa xôi, xét về bản chất của việc này, các ngươi chẳng qua chính là đang hy sinh hạnh phúc và cả quyền sinh tồn của hậu nhân để đổi lấy lợi ích trước mắt mà thôi. Mà người tạo ra phong thần bản, chỉ là đem đại kiếp nạn mặt thế sớm muộn sẽ nổ ra này đến sớm, khiến các ngươi gánh vác trách nhiệm mà các ngươi nên gánh vác chứ không để lại cho những thế hệ tương lai vốn không nên gánh vác các vị các ngươi đều là người mắc nợ hiện tại đã đến lúc các ngươi phải trả nợ rồi bảo toàn năng lượng quy tắc này vĩnh viễn không thay đổi các ngươi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng chỉ có tử vong mới có thể phân tán lại năng lượng ra đất trời thậm chí vì các ngươi đã tinh luyện qua năng lượng năng lượng được trả về sẽ càng tinh thuần hơn sau trận đại chiến phong thần lần này vùng thế giới này sẽ trở lại sự thịnh vượng tiến vào chế độ phát triển bền vững người luyện chế phong thần bản trong mắt các ngươi là đại ác nhân nhưng theo như thiên đạo của vùng thế giới này nàng ta mới là đại thiện ân mà các ngươi đều là những tên đao phủ không biết cảm ơn ngụy quân nói xong lời này mọi người có mặt đều chìm vào trầm mặc vì lượng thông tin trong lời phát biểu này quá lớn có một số chuyện cho dù trước đó bọn họ đã mơ hồ nhận ra được nhưng căn bản không nghĩ đến sự việc ở cấp độ này khi ngụy quân trải rõ chân tướng sự thật ra trước mắt bọn họ lực tác động mà bọn họ phải chịu đựng là cực lớn hơn nữa thực sự không muốn tiếp nhận dù sao chân tướng chỉ là chân tướng không phải là thứ mà người ta muốn rất lâu sau nhị hoàng tử cao mày nói ngụy đại nhân ta thừa nhận những gì ngươi nói rất có lý ta cũng hoàn toàn có thể hiểu được nhưng chẳng lẽ không có cách nào vẹn cả đôi đường sao như ta đây sinh ra làm người vì nước vì dân tự đánh giá là lòng không hổ thẹn muốn tranh đòi quyền sống có gì không được chứ đương nhiên có thể vì vậy đại chiến phong thần này không phải đã đến rồi sao ngụy quân nói những người thể hiện tốt không chỉ có thể sống sót mà còn có thể tiến xa hơn không phải các ngươi có cơ hội sao nhưng vẫn sẽ có người chết có cách nào tốt hơn không có chứ là gì đương nhiên là học cách đền đáp cho thế giới chủ động giúp thế giới tiến vào chế độ phát triển bền vững có điều các ngươi người thì không làm được người thì không chịu làm bởi vì một khi chủ động đền đáp cho trời đất các ngươi sẽ bước vào thời kỳ suy yếu giống như thiên đế và đạo tổ bao gồm cả trì giao và ẩn bí chi chủ bọn họ đối với vũ trụ mà nói bọn họ đều đã không còn là gánh nặng mà là máy nâng giúp vũ trụ tiến lên một bước Bọn họ nuốt vào và nhả ra linh khí của thế giới, có nuốt vào, có nhả ra. Có vay thì có trả. Hơn nữa thứ trả lại là linh khí càng tinh thuần hơn do được trải qua sự tinh luyện của bọn họ. Mà mỗi một bước tiến, bọn họ cũng dẫn theo văn minh chi hỏa của cả vũ trụ lên một tầm cao hơn. Vì vậy, bọn họ đã tự hình thành một hệ thống tuần hoàn năng lượng, thậm chí còn cống hiến cho vũ trụ nhiều hơn những gì bọn họ nhận được. Đặc biệt là đạo tổ thế giới được tinh luyện bởi đạo tổ không phải chỉ một hai cái nhưng con người trên thế giới này không làm được cũng sẽ không đi làm bởi vì nếu bọn họ chủ động đem năng lượng tu vi của mình đền đáp lại cho thế giới sẽ khiến bọn họ rơi vào sự suy yếu và nguy hiểm suy cho cùng vẫn là bọn họ quá yếu ớt những phú ông có hàng trăm tỷ gửi vào ngân hàng mấy tỷ có thể giúp ngân hàng phát triển tốt bản thân cũng không tổn thất gì thậm chí có thể có lợi nhuận nhưng những người chỉ 1.000 đồng mà gửi vào ngân hàng 100 đồng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bọn họ, mang lại sự bất tiện cho họ. Vì vậy, các ngân hàng đương nhiên sẽ có đãi ngộ tốt hơn với khách hàng lớn, khách hàng lớn cũng có thể mang đến sự phát triển tốt hơn cho ngân hàng. Thiên đế và đạo tổ đều là những khách hàng lớn, mà những người trên thế giới này đều là những người chỉ có 1.000 đồng kia. Bọn họ cũng có thể báo đáp thiên địa nhưng bọn họ sẽ không làm như vậy, áp lực sinh tồn cũng không cho phép họ làm như vậy cho nên chỉ có thể áp dụng các thủ đoạn quyết liệt hơn con đường trì giao chọn cho bọn họ chính là con đường duy nhất bọn họ sẽ đi chỉ là trì giao đã làm gây gắt thêm loại mâu thuẫn mà sớm muộn cũng sẽ nổ ra này sau khi ngụy quân nói xong lại có một sự im lặng tập thể những gì ngụy quân nói quả thực quá rõ ràng dễ hiểu bọn họ nghe xong liền hiểu được không tìm được khuyết điểm gì rõ ràng điều ngụy quân nói là đúng vì vậy bọn họ chỉ có thể chấp nhận thực tế mà bọn họ không muốn chấp nhận này được rồi đừng buồn bực nữa không thể thay đổi hoàn cảnh vậy thì thích ứng hoàn cảnh giống như những gì đại vương nói luôn phải sống tiếp ngụy quân khích lệ sĩ khí một chút cuộc chiến phong thần là một lần nguy cơ có nguy sẽ có cơ đối với đại càng mà nói đây không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu nếu nắm bắt lần cơ hội này đại càng chưa chắc sẽ phải trả giá cũng có thể thắng được càng nhiều lần cuộc chiến phong thần này là công bằng dựa vào bản lĩnh mỗi người chỉ cần các vị đủ ưu tú đây chính là kỳ ngộ không đủ ưu tú thì chính là nguy hiểm nhưng thế giới luôn như vậy mạnh thắng yếu thua chẳng qua là sự khác biệt là hòa diệu một chút hay là quyết liệt một chút ngụy đại nhân nói đúng cuộc chiến phong thần là nguy cơ cũng là kỳ ngộ quân ức thiển bỏ phiếu tán thành cho ngụy quân so với lúc tiên đế tại vị cục diện mà đại càng chúng ta đối mặt hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi đại càng hiện tại không chỉ không rơi vào thế bất lợi ngược lại còn có xu thế chiếm thế thượng phong người nên sợ là đối thủ của đại càng chúng ta ngụy quân cười nói đừng so sánh với càng đế xấu hổ nỗi nhục đã lâu không thấy thanh xuân của bổn thiên đế trở lại rồi tràng đế quả nhiên là máy điều tiết bầu không khí nghe thấy ngụy quân và thừa tướng chế nhạo như vậy bầu không khí trong triều nhanh chóng hòa dịu xuống tô lan gia đại diện cho quân bộ cũng bắt đầu làm hưng phấn sĩ khí những gì thừa tướng và thái sử công nói đều rất có lý chứ không phải là lạc quan mù quáng để an ủi mọi người các vị trong lần này chiến tranh này với tây đại lục chúng ta là phía thắng lợi hơn nữa đã liên tục đánh bại hai lần tây đại lục đương nhiên không tung ta hết nội tình nhưng chúng ta thắng chính là thắng có đánh một lần nữa thì người thắng lợi vẫn sẽ là chúng ta cửu thiên tuế bày tỏ sự không đồng ý tô phó soái đừng báo tin vui chứ không báo tin buồn chúng ta đánh thắng trận chiến tranh vệ quốc này quả thực không sai nhưng đó là do có được sự giúp đỡ của một đám tinh thiếu nữ ở lương sơn mới có thể làm được hơn nữa bộ đội tinh nhuệ của đại càng mà cơ soái dẫn đầu hiện tại đang bị mắc kẹt ở tây đại lục Tây Đại Lục có thể lấy cơ soái bọn họ ra để uy hiếp chúng ta bất cứ lúc nào, hoàn cảnh mà chúng ta đối mặt cũng không lạc quan. Vì vậy, bổn quan vẫn cho rằng nên đàm phán hòa bình là tốt, không thể khiến đám người cơ soái lâm vào nguy hiểm, chúng ta cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Tô Lan Gia trực tiếp phản bác, Ngụy Tổng Quản nói vậy là sai rồi. Ngụy Tổng Quản, ông đã hiểu lầm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, việc chúng ta có thể đánh thắng có liên quan đến việc tham chiến của đám tinh thiếu nữ ở lương sơn nhưng bọn họ chỉ là dệt hoa trên gấm chứ không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho dù bọn họ không tham chiến chúng ta cũng có thể giành được thắng lợi trước quân viễn chinh của tây đại lục chẳng qua là mất nhiều thời gian hơn một chút mà thôi tiếp theo cơ soái bọn họ không thất bại bọn họ đã tạo ra sự hỗn loạn cực lớn ở phía sau tây đại lục hỗ trợ hiệu quả cho trận chiến của chúng ta ở tiền phương xét từ mục đích chiến lược cơ soái bọn họ hoàn toàn đạt được mục đích chiến lược đã đề ra cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất cơ soái không phải là mắc kẹt ở tây đại lục cơ soái là vì cứu viện đấu chiến phật mà rơi vào thủ trung phật quốc của vạn phật chi chủ tây đại lục là tây đại lục phật môn là phật môn không thể quơ đũa cả nắm cơ soái ở trong tây phật môn tây đại lục không có cách nào dùng bọn họ để uy hiếp chúng ta được cửu thiên tuế cao mày nói tô phó xoái, hiện tại phật môn và cấp cao của tây đại lục đã đi cùng với nhau rõ ràng là đang hợp dòng cưỡng ép dung hợp hai bên không thể một lòng một dạ tô lan gia trầm giọng nói ở trong lãnh thổ của chúng ta phật môn còn có rất nhiều người bao gồm cả bất động sản bọn họ không dám không màng hậu quả mà đắc tội với đại càng chúng ta chẳng qua là trao đổi lợi ích mà thôi ngoài ra tây đại lục cũng không dám không màng hậu quả mà đắc tội với chúng ta bởi vì binh sĩ của Tây Đại Lục mà chúng ta bắt làm tù binh lại càng nhiều, thậm chí còn bắt nữ thần trí tuệ là tù binh. cho dù cơ soái bọn họ rơi vào trong tay của quan chức cao cấp của Tây Đại Lục, chúng ta vẫn có thể trao đổi về. dù sao trong tay chúng ta có một vị thần linh làm thẻ đánh bạc. nghe thấy tô lan gia nói như vậy, cửu thiên tuế không thể phản bác. cuộc phản công của đại càng chống lại quân viễn chinh của Tây Đại Lục đã giành được toàn thắng trước khi đại càng phát động một cuộc tấn công toàn diện lục nguyên hạo đã tiêu diệt uy thống soái tối cao của quân viễn chinh tây đại lục sau đó an toàn ti đã tung ra hết tinh nhuệ dưới tình cảnh uy có ý xả nước ngay từ đầu đã trắng trợn bật chế độ giết chóc tại tổng bộ thống soái quân viễn chinh tây đại lục sau khi lãnh đạo cao cấp của quân viễn chinh tây đại lục phản ứng lại và bắt đầu ngăn cản một đám tinh thiếu nữ An Giang ở lương sơn lại tham chiến thế là lãnh đạo cấp cao của quân viễn chinh tây đại lục gần như bị tiêu diệt toàn bộ vào thời khắc then chốt nữ thần trí tuệ vội vã chạy đến lại mang theo tin tức không hay về nữ thần săn bắn đã ngã xuống dẫn đến cấp cao của quân viễn chinh tây đại lục hoàn toàn mất đi chiến ý không ít người thất thủ bị bắt đi thậm chí có không ít người thấy tình thế đã định lựa chọn đầu hàng nữ thần trí tuệ kiên trì một chút nhưng dưới sự bao vây của đám tinh thiếu nữ nữ thần trí tuệ thấy tình thế không hay cũng quyết định lựa chọn đầu hàng trở thành vị thần đầu tiên bị đại càng bắt làm tù binh kể từ khi khai chiến đến nay nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha